Vâng, quý vị được chiêm ngưỡng những bông hoa ban rừng của Tây Bắc, cũng như những bông hoa ban rừng của Mường Lò Hí Lộ và đội múa được mang tên Đông Linh Thác Bạt qua phần biểu diễn của Tóc Múa. Và quý thính giả một lần nữa trong buổi tối ngày hôm nay rất mong muốn sẽ được đón nhận những tình cảm thật quý báu từ phía toàn thể quý vị.